rảnh là cái con bé cô đơn nó lại vây quanh bạn đó. Vậy nên là mình không thể nào yêu xa được các bạn. Khi mà các bạn nghĩ người đấy là cả thế giới thì các bạn sẽ rất là bị kiểm soát ấy. Nếu như mà người yêu mình thấy mình kiểu vừa thông minh mà vừa ngon nữa thì đương nhiên là kiểu là sao mà chán được chứ, đúng không ạ? Bây giờ là khoảng 3 giờ rưỡi chiều và mình sắp sửa hoàn thành xong công việc của ngày hôm nay và cùng chia sẻ cho các bạn night routine của mình. Thực sự thì khoảng thời gian này có rất là nhiều công việc nhưng mà buổi sáng vẫn là buổi mà mình làm được nhiều thứ nhất. Buổi chiều thường sẽ vẫn làm việc một chút, đến khoảng 3-4 giờ đọc sách này, giờ đi tập gym, giờ nấu ăn, nấu món mà mình thích, tắm rửa, nghỉ ngơi. Đó, nên là ngày hôm nay Sơn muốn chia sẻ với các bạn nhiều hơn. Làm sao để sống một mình mà không cô đơn? Câu hỏi này đặt cho đúng người rồi đấy. Sun nghĩ rằng là bí kíp của mình ý, đấy chính là chúng ta hãy thật sự sống với các bạn. Nghĩa là đừng có chờ đợi đến một ngày nào đấy chúng ta hết cô đơn thì chúng ta mới sống. Trong quá trình này khi mà chúng ta một mình đó, chúng ta nên dành thời gian để nâng cấp bản thân và tập trung cho cuộc sống này. Thực sự sống mỗi ngày và không được bỏ rơi chính mình. Không nên dành thời gian quá nhiều cho cái nỗi cô đơn đó. Vậy nên là nếu như một mình nhưng mà được làm những điều mình muốn, được sống cuộc sống như mình mong ước thì đó đã là một điều tuyệt vời với Sun rồi. Nhất định là không được rảnh nha các bạn. Rảnh là cái con bé cô đơn nó lại vây quanh bạn đó. Thành ra là chúng ta phải tập trung vào cuộc sống này, làm nhiều thứ có giá trị hơn, biến bản thân mình trở thành một phiên bản mới tốt hơn. Bớt rảnh thì chúng ta nên đọc sách, tập thể dục thể thao nha các bạn. Thì đặc biệt là dạo gần đây thì Sun đang biết một chiếc app cực kỳ thú vị luôn. Nếu như mà các bạn bận rộn thì đây là một ứng dụng tuyệt vời dành cho các bạn. Đó chính là Phonos. Phonos là một ứng dụng sách nói có bản quyền. Đây là một app mà Sun sử dụng dạo gần đây. Nó giúp Sun có thể duy trì được thói quen đọc sách ngay cả khi bận rộn, giúp mình có thể tiếp cận được những kiến thức một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn. Sun có thể nghe sách nói lúc mà mình chạy bộ này, tập gym này, nấu ăn này, hay cả những chuyến đi dài nữa. Nếu như các bạn là một người bận rộn và muốn nghe sách một cách dễ dàng hơn thì Sun nghĩ rằng Phonos cực kỳ phù hợp với các bạn. Phonos rất là thích hợp với những người bận rộn khi vừa có thể giúp mở mang thêm kiến thức mới, thư giãn tâm hồn cũng như là nạp nhiều nguồn năng lượng tích cực thông qua chiếc smartphone quen thuộc của chúng ta. Các bạn có thể tải app và nghe chương 1 của mọi cuốn sách miễn phí. Sun cảm thấy là giao diện rất là dễ sử dụng và âm thanh được đầu tư rất là chỉn chu. Và đối với các bạn follower của Sun thì các bạn sẽ được tặng một cuốn sách trên ứng dụng sách nói Phonos. Đấy chính là cuốn Nếu biết trăm năm là hữu hạn. Một cuốn sách mà Sun vô cùng yêu thích và đã từng chia sẻ cho các bạn rồi. Sun hy vọng rằng với cuốn sách này khi mà các bạn lắng nghe thì các bạn có thể nhìn nhận sâu sắc hơn về bên trong bản thân mình và cả tình bạn, tình yêu, gia đình và những mối quan hệ xung quanh nữa. Để nhận sách nói miễn phí thì các bạn hãy click link ngay phía dưới phần mô tả, tải app về, hãy cùng lắng nghe cuốn sách mà Sun rất là tâm đắc nhé. Cảm ơn Phonos đã đồng hành cùng với Sun trong video này. Sun cũng muốn chia sẻ với các bạn một số những cuốn sách mà mình vừa mua được trong chuyến đi Singapore vừa rồi. Đây là hai cuốn mà mình rất thích. Chắc là sau khi đọc xong thì Sun sẽ review chi tiết hơn, nhưng mà nói qua một chút nhé. Đây là How to Not Die Alone. Làm sao để không chết một mình. Cho dù như thế nào chăng nữa thì Sun thấy rằng là việc có thể gặp được một người cùng mình đồng hành trong suốt cuộc đời và sống một cuộc sống hạnh phúc thì đấy vẫn là một điều rất tuyệt vời. Và đôi khi chúng ta sẽ cần cung cấp thêm một số những kiến thức về chính bản thân mình cũng như là các mối quan hệ xung quanh nữa. Thì đấy là lý do vì sao mà Sun muốn một cuốn sách này. Và một cuốn sách nữa đấy chính là The Five Love Language. Một phiên bản đặc biệt nha các bạn, rất xinh luôn. Đây là phiên bản đặc biệt rất là đẹp. Thật ra thì Sun đã đọc cuốn sách này tiếng Việt rồi, nhưng mà khi mà nhìn cái bìa này đẹp quá thế là mua. Các bạn đừng quên nhấn nút đỏ và nút chuông để sắp tới có video đi Singapore thì các bạn có thể xem cái cuộc hành trình đấy của mình nhé. Thật ra thì một bật mí đấy chính là sách mua ở Singapore rất là đắt. Hai cuốn này 1,2 triệu lận các bạn. Thành ra là ở Việt Nam chúng ta có một cơ hội rất là tuyệt vời để có thể đọc sách, đặc biệt là app Phonos. Sun vừa tặng các bạn một cái cuốn sách miễn phí luôn đó. Nên là tại sao chúng ta lại không dành một chút thời gian chứ, đúng không? Để nâng cấp bản thân mình. Câu hỏi tiếp theo đấy chính là làm thế nào để chúng ta biết được một người thực sự thích mình, thực sự nghiêm túc với mình? Thì Sun sẽ cho các bạn một vài những dấu hiệu. Theo kinh nghiệm của Sun thì có rất là nhiều người cưới nhầm người.
chỉ vì không để ý những chi tiết nho nhỏ hàng ngày. Có thể các bạn nghĩ rằng là lúc mà yêu ấy thì người ta rất là chiều chuộng, rất là chăm chút cho mình, chỉ khi lấy nhau rồi thì mới lộ tính đấy ra, nhưng thật ra thì không phải, có thể do chính chúng ta không để ý mà thôi. Ví dụ như lúc mà hai bạn đi du lịch chẳng hạn, bỗng nhiên trời mưa và mọi kế hoạch nó không theo những ý muốn của các bạn, vậy thì lúc đó người đàn ông của bạn làm gì? Anh ta khó chịu hay anh ta sẽ cố gắng tìm mọi cách để cho bạn cảm thấy vui? Anh ta sẽ tìm một phương án khác để cả hai có thể cùng trải nghiệm chuyến đi đấy. Khi bạn nói là bạn thích một món ăn ngon, anh ấy có sẵn sàng chở bạn đi thật là xa, mặc dù đấy là 20 km, để bạn ăn cái món ăn ngon đó? Hay là anh ta bảo rằng thôi, hãy ăn cái gì đấy gần gần đây đi, cho đỡ phải đi xa. Chính những hành động nho nhỏ hàng ngày như vậy thì các bạn cũng có thể biết được sự quan trọng của bạn trong trái tim anh ấy là như thế nào. Và rốt cuộc chúng ta là những người con gái, và chúng ta không thể nào đặt bản thân mình trong bối cảnh rằng cả cuộc đời này sẽ sống cùng với một người đàn ông mà không coi mình là một điều quan trọng. Ngay cả khi mà các bạn đang hẹn hò, đặc biệt là lúc mới quen nhau, các bạn khoan vội yêu sớm, nên dành thời gian để có những bối cảnh để hiểu hơn về tính cách của họ. Thực ra thì không phải là những bối cảnh thuận lợi, mà là những bối cảnh khó khăn ấy, thì mới thực sự hiểu được tính cách của người đấy, và cũng như cái vị trí của mình trong lòng người đó như thế nào. Nếu như mà anh ta không coi trọng bạn, anh ta không chăm sóc bạn, anh ta không quan tâm đến cảm xúc của bạn, vậy thì bạn nghĩ điều gì sẽ thay đổi và khiến anh ta trở thành một người khác sau khi mà các bạn kết hôn? Không có đâu các bạn. Thành ra để biết được bạn có yêu đúng người hay không ấy, hãy hỏi chính bản thân bạn rằng bạn có cảm thấy an toàn khi ở cạnh anh ấy không? Bạn có cảm thấy là mình được vui, mình được hạnh phúc và mình được bảo vệ mỗi khi có những chuyện khó khăn xảy ra hay không? Bạn có cảm thấy rằng là anh ấy thực sự quan tâm đến cảm xúc của bạn nhiều hơn là những thứ bên ngoài? Thì chúng ta cần một người đàn ông như vậy nha các bạn. Bây giờ thì đã đến giờ tập gym của San rồi, khoảng 15 phút nữa là đến, nên là mình sẽ thay đồ và chuẩn bị xuống phòng tập để tập. Bình thường thì cho dù công việc có bận rộn như thế nào, San vẫn sẽ dành khoảng 3 buổi để tập gym. Mình nghĩ rằng đây là lúc mà mình phải cân bằng hơn giữa bản thân mình và công việc ấy. Thực ra là cho dù các bạn có người yêu hay không có người yêu thì vẫn nên tập thể dục nhé các bạn. Vẫn nên dành thời gian tập thể dục đấy. Và đương nhiên là chúng ta cũng sẽ tiếp tục với night routine ngày hôm nay của San. Khoảng 5 phút để chín. Tiếp tục câu hỏi các bạn. Tip cho những người đang tìm hiểu nhau hay là mới yêu. Đầu tiên là chính là chúng ta hãy take it slow, là hãy làm mọi thứ một cách chậm rãi thôi. Nghĩa là hãy làm bạn với nhau trước, trò chuyện với nhau trước. Nhiều khi chúng ta mới gặp ai đấy mà đúng gu mình nè, hoặc là lâu lắm rồi độc thân bây giờ mới kiểu có người tán tỉnh ấy, thì mình rất là hay bị vồ vập, bị nhanh quá. Và đôi khi chúng ta lại vào cái mood người yêu nhanh quá ấy các bạn. Nghĩa là hai người còn kiểu chưa có chính thức nói là ừ em làm người yêu anh nhé này kia, nhưng mà mình đã coi như là trong cái mood bạn trai bạn gái rồi. Thế là nếu như mà họ bận họ không nhắn tin thì bọn mình lại kiểu tại sao anh không nhắn tin cho em, tại sao anh kiểu không thế này kia, trong khi hai người chưa là gì của nhau hết ấy. Thành ra là hãy để mọi thứ từ từ thôi, hãy sống cuộc sống của bạn. Hãy quan tâm nhau hàng ngày và làm quen với nhau một cách từ từ. Hãy tìm hiểu về con người nhau nhiều hơn trước khi mà các bạn tiến đến cái gì đấy xa hơn. Và bản thân San nghĩ rằng là khi mà chúng ta đến với một mối quan hệ thì chúng ta sẽ cần phải có một lời nói. Em có đồng ý làm người yêu anh không? Hoặc là sẽ khi mà cưới nhau chắc chắn phải có lời cầu hôn. Đấy là thứ mà San nghĩ rằng nó rất là cơ bản để thấy được cái sự trân trọng của họ. San nghĩ thế, chúng ta đừng có vội vàng quá, đừng có nhanh quá để trở thành bạn gái hay là bạn trai của một ai đấy khi mà hai bạn chưa chính thức. Hãy tìm hiểu nhau nhiều hơn, đừng quá vội vàng nhé, thời gian còn nhiều. Take it slowly baby honey.
sẽ ghi đêm cưới anh và nói lời chúc anh hạnh phúc mỗi ngày. Người yêu của em hay so sánh em với người yêu cũ. Oh my god, chia tay khẩn cấp. Chia tay không nói nhiều. Cái việc mà nhắc đến người yêu cũ rồi là so sánh hơn hay là thua hay là gì đấy, nó cho thấy sự thiếu tôn trọng. Trước khi mà các bạn yêu một ai đấy thì Sun nghĩ rằng là các bạn cũng có thể nói ra những điều mà bạn không muốn và các bạn muốn trong một quan hệ đấy. Ví dụ như có một số những điều mà mình nghĩ rằng nếu như mà người kia phạm phải thì mình sẽ chia tay. Thứ nhất đấy chính là bạo lực. Thứ hai đấy chính là ngoại tình. Thứ ba đấy chính là không tôn trọng mình, nghĩa là mình cảm giác không được tôn trọng. Thì những điều đấy mình sẽ rời đi, chứ mình sẽ không muốn mất thời gian nữa. Đặc biệt là đó, bạo lực, ngoại tình và không tôn trọng. Thì đấy là những điều mà mình nghĩ rằng là mình sẽ không có tha thứ. Mình sẵn sàng rời đi nếu như mà người đấy gặp phải những điều đó. Thành ra là các bạn cũng có thể nói chuyện trước với nhau những điều mà các bạn thích hay là không thích trong một mối quan hệ. Và nếu như mà người ta vẫn tiếp tục thì đấy là bản chất của họ rồi. Rời đi thôi các bạn. Rồi nhá. Thực ra thì mình luôn luôn cố gắng để có thể ăn uống thật là chuẩn chỉnh nha các bạn. Nhưng mà lâu lâu thì cũng có thể ăn một chút mì. Đây là một loại mì cay, nhưng mà nó rất cay nên là Sun không có thể ăn hết cả gói được. Mình chỉ bỏ chiếu. Mời các bạn cùng Sun nhí. Làm thế nào để yêu lâu không chán? Đây là câu hỏi mà rất nhiều bạn quan tâm. Rất nhiều bạn quan tâm luôn. Mình nghĩ rằng để yêu nhau lâu không chán ấy, thì chúng ta sẽ cần phải có một thế giới riêng của mình. Nghĩa là không hẳn lúc nào hai đứa cũng phải kè kè bên nhau 24/24 giờ. Nói chung là chúng ta nên sống một cuộc sống mà như bình thường ấy các bạn. Tại vì đôi khi có nhiều người khi mà chúng ta yêu vào, chúng ta có người yêu vào thì cả thế giới của chúng ta chỉ có người đấy thôi. Điều đấy sẽ rất là dễ dẫn đến sự nhàm chán. Khi mà các bạn nghĩ người đấy là cả thế giới thì các bạn sẽ rất là bị kiểm soát ấy. Và cái cảm giác kiểm soát đấy thì kiểu gì người ta cũng sẽ bị chán. Thay vào đấy thì các bạn cứ tập trung vào cuộc sống của mình nhiều hơn. Cả hai người đều có những trải nghiệm riêng. Sau đấy thì chúng ta có thể chia sẻ với nhau. Cuối ngày sau khi về nhà, chúng ta gọi điện cho nhau. Và đương nhiên là cũng không thể nào quên được những giây phút mà chúng ta phải hâm nóng tình cảm. Thỉnh thoảng chúng ta cũng phải tặng quà cho nhau nè. Ví dụ như là thấy một con gấu dễ thương xinh xinh thế này thì mua tặng người yêu. Nếu như mà biết cô ấy thích gấu, không nhân dịp gì hết, đúng không ạ? Xong rồi thì chúng ta cũng có thể nói những lời yêu thương với nhau mỗi ngày. Sang nghĩ rằng là những cái thứ mỗi ngày rất là quan trọng. Ví dụ như là nói anh yêu em, cảm ơn, xin lỗi. Hay là chúng ta sẽ nấu cho nhau những món ăn ngon, cùng nhau thưởng thức đồ ăn, chia sẻ cho nhau, nói chung những thứ đơn giản trong cuộc sống thôi. Sang nghĩ vậy, những điều nhỏ nhỏ rất là quan trọng. Và Sun nghĩ một điều cực kỳ quan trọng nữa, đấy chính là mỗi người chúng ta đều cần phải, nghĩa là nâng cấp bản thân mình hơn. Luôn luôn trở nên hấp dẫn và quyến rũ hơn. Không phải là vì người yêu đơn thuần mà vì bạn xứng đáng như thế. Nghĩa là vì cuộc sống của bạn có nhiều điều thú vị và bạn sẽ không ngừng phát triển, không ngừng tiến lên. Nếu như mà người yêu mình thấy mình kiểu vừa thông minh mà vừa ngon nữa thì đương nhiên là kiểu là sao mà chán được chứ, đúng không ạ? Mấy hôm nay buổi tối Sài Gòn rất là mưa. Mình đang kiếm phim để coi. Thường dạo gần đây thì buổi tối mình hay xem phim nữa các bạn. Trước đây thì Sun đã từng chia sẻ cho các bạn một bộ phim rất hay của Hàn Quốc, đó chính là Reply 1988. Và bây giờ Sun có một bộ phim hay không hề thua kém Reply 1988, đó chính là Nhật ký tự do của tôi. Nếu như mà các bạn follow Instagram của Sun thì chắc chắn các bạn đã biết đến bộ phim này, tại vì mình có chia sẻ với các bạn. Nhật ký tự do của tôi là một bộ phim mà Sun nghĩ rằng là rất phù hợp với những bạn hơi hướng vào bên trong một chút, hơi hướng nội một chút. Có nhiều thứ mà chúng ta không thể chia sẻ ra bên ngoài ấy. Và những hình ảnh trong phim rất là thật. Sun nghĩ rằng là nó là một trong số những bộ phim thật nhất mà mình từng xem. Trong cuộc sống chúng ta đặt ra quá nhiều những nguyên tắc trong hẹn hò. Có thể những nguyên tắc đấy sẽ giúp chúng ta chọn lọc được những người yêu phù hợp. Nhưng mà đôi khi chúng ta phải linh hoạt một chút nếu như chúng ta hiểu được cái hoàn cảnh của đối phương. Và để không bỏ lỡ người mà họ thực sự yêu mình. Vậy nên là đây cũng sẽ là câu trả lời cho câu hỏi của một bạn. Chính là chúng ta có nên đặt ra những nguyên tắc trong tình yêu hay không? Có nên đặt ra những nguyên tắc khi hẹn hò, rồi là khi cưới nhau này kia? Sun nghĩ là có, chúng ta nên có những nguyên tắc. Giống như là
tiêu chuẩn của mỗi người vậy. Nguyên tắc hẹn hò của San trong những buổi hẹn hò đầu tiên ấy, khi mà mình cũng chưa hiểu rõ đối phương là ai này kia, thì chắc chắn là mình nên chọn những nơi mà mình cảm thấy an toàn, những nơi công cộng, cà phê này kia, và đặc biệt là những cái vị trí mà nó kiểu mình hiểu rõ về nơi đấy. Một nguyên tắc nữa của San đấy chính là San sẽ không bao giờ là người tỏ tình trước. Mình nghĩ rằng là mình sẽ yêu một người mà người ta yêu mình trước. Trước đây mình có cảm giác người khác nhưng mà mình chưa bao giờ tỏ tình. Mình sẽ tìm cách để tiếp cận đến gần hơn hoặc là trò chuyện. Nhưng mà mình nghĩ rằng nếu như người ta thích mình thì người ta sẽ chủ động với mình hơn, người ta sẽ tỏ tình với mình. Còn mình, trước giờ mình chưa từng tỏ tình với ai cả. Và mình cũng sẽ không bao giờ tỏ tình với người khác trước. Đấy là bí mật của Thị Xuân nhé. Nguyên tắc hẹn hò của mình nữa để chính là mình là kiểu người thích gặp mặt chứ không có thích kiểu nhắn tin quá nhiều. Dẫu sao thì mình thích cái cảm giác ở bên cạnh nhau nhiều hơn. Vậy nên là mình không thể nào yêu xa được các bạn. Rất khó thể yêu xa. Tất cả mọi thứ đều có thể thay đổi. Những nguyên tắc thì vẫn nên đặt ra, nhưng mà cần có một sự linh hoạt nhất định các bạn. Thật sự là đây là một bộ phim mà mình nghĩ rằng đã lâu lắm rồi mình mới có một sự đồng cảm nhiều đến như vậy. Bản thân bộ phim này cũng đưa đến cho mình khá là nhiều những tâm sự, những ý tưởng. Sao muốn trả lời thêm một câu hỏi nữa đến từ rất là nhiều bạn, đấy chính là về những tổn thương trong quá khứ hay là những tổn thương khi mà chúng ta còn bé ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống hiện tại. Đấy là câu hỏi mà San nhận được rất nhiều bạn luôn. Thực sự ý, những tổn thương trong quá khứ nó ảnh hưởng rất nhiều đến chúng ta. Nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi nó được các bạn. Nhiều cô gái khi mà còn nhỏ không có tình thương từ người cha ấy, thì cô ấy cũng rất là khó để đặt một niềm tin vào một người đàn ông nào đấy. Nhiều đứa trẻ từ nhỏ bị bạo hành rất là dễ lớn lên cũng kết hôn với một người bạo hành mình. Và đó là một điều rất là đáng buồn đấy các bạn. Đôi khi không phải là chúng ta vứt đi quá khứ của mình hay là coi như nó không tồn tại, mà đôi khi chúng ta phải lựa chọn những điều tốt cho chính mình. Tại vì cuộc sống này là của bạn. San biết là các bạn đã trải qua rất là nhiều những khó khăn trong quá khứ, những tổn thương mà chúng ta không mong muốn. Thậm chí là ngay từ lúc sinh ra mọi thứ đã ở đấy rồi, và nó hằn sâu trong trái tim chúng ta suốt nhiều năm. Và khi chúng ta lớn lên, nó trở thành một vết thương rất là lớn mà khó có thể làm lành. Nhưng mà hãy bắt đầu từ vết thương đấy. Các bạn có thể tự làm lành nó bằng việc quyết định sẽ sống cho bản thân mình và sẽ tự thay đổi tất cả mọi thứ liên quan đến cuộc sống của riêng bạn. Đôi khi người ta bảo rằng là bạn gắn liền với giá trị của những người xung quanh như là gia đình, bố mẹ. Nhưng mà San cho rằng bạn có một cuộc sống riêng của bạn. Đôi khi bạn lớn lên trong một gia đình không hoàn hảo, một gia đình của sự đổ vỡ. Nhưng mà điều đấy nó không phải là thứ quyết định đến giá trị của con người bạn. Những tổn thương và những đau đớn đã qua, nếu như chúng ta có thể biến nó thành những bài học để tiếp tục những con đường mới sắp tới, thì chắc chắn nó sẽ là một điều rất tuyệt vời. Đến năm 18 tuổi chúng ta đã là một công dân, chúng ta có thể tự lập, chúng ta đi kiếm tiền, chúng ta trải nghiệm, học cách tin tưởng một người khác. Sẽ rất là khó nhé, không dễ. Tại vì những người mà lớn lên trong một gia đình hạnh phúc ấy, rất là khác với một người lớn lên với rất nhiều khó khăn và đau khổ. Dường như họ cần nhiều tình yêu thương hơn để có thể tin tưởng. Thành ra là San nghĩ rằng là tất cả những cái điều mà trong quá khứ đó nó ảnh hưởng lên chúng ta rất nhiều. Nhưng mà điều chúng ta có thể làm để chính là lựa chọn ảnh hưởng theo hướng tích cực. Nghĩa là học hỏi từ chính những nỗi đau đấy. Cho dù bạn có lớn lên trong một gia đình như thế nào, cho dù bạn đã từng gặp những tổn thương như thế nào đi chăng nữa, bạn vẫn xứng đáng nhận được những tình yêu chân thành nhất. Mặc dù tình yêu chân thành ở thế giới này nó hiếm hoi. Sự thật là thế. Nên là nếu như không có ai thì đừng có cưới một người bất kỳ các bạn. Đừng có kết hôn với một ai đấy bất kỳ. Và đừng yêu một ai đấy bất kỳ. Nếu như họ tệ với bạn, hãy ra đi và hãy tự yêu lấy bản thân mình nha. Bố mẹ ngăn cản khi em yêu một bạn đồng giới, phải làm sao bây giờ? Cho đến bây giờ vẫn rất là nhiều người có định kiến về tình yêu đồng giới, và họ xem nó như là một căn bệnh. Nhưng mà San muốn nói rằng tình yêu nó không phải là bệnh, tình yêu nó là cảm xúc. Bản thân mình tôn trọng điều đấy. Tình yêu của các bạn, cho dù đấy có là giới tính như thế nào đi chăng nữa, xu hướng tính dục như thế nào đi chăng nữa,
Nhưng mà nhiều người họ sẽ không chấp nhận điều đấy, kể cả người thân của chúng ta. Vậy thì điều chúng ta cần làm là gì? Chúng ta phải trở thành một người mà mọi người có thể tin tưởng. Tại vì khi mà họ tin tưởng thì họ sẽ tôn trọng những quyết định của các bạn. Ví dụ nhé, một người trưởng thành, đi làm và thành công, kiếm được tiền, trở thành một người có giá trị, thì người đấy luôn luôn là người có tiếng nói hơn. Các bạn đồng ý với Sun không? Còn nếu như mà chúng ta công việc bấp bênh, cuộc sống cũng không có gì ấy, thì mọi thứ nó sẽ khó khăn hơn nhiều. Có nhiều người lựa chọn việc chạy trốn, nghĩa là chạy trốn khỏi gia đình luôn, đi theo tiếng gọi con tim, bỏ gia đình luôn, không quan tâm đến gia đình nữa, tại vì là gia đình ngăn cản tình yêu của họ. Thì đấy cũng là một cách, mặc dù mình không hề ủng hộ cách làm đó, nhưng mà đôi khi họ không còn một cách nào khác nữa, họ phải làm như thế thôi. Thì cuộc sống này dẫu sao ấy, khi mà chúng ta trở thành một con người có giá trị, chúng ta thành công và chúng ta tự lập, tự quyết định cuộc sống của mình, thì việc chúng ta yêu ai, đấy là quyết định của chúng ta. Dường như lúc đó thì mọi người xung quanh, cho dù họ có phản đối hay không đi chăng nữa, thì ít ra họ có sự tôn trọng với bạn. Tại vì bạn đâu có phụ thuộc vào ai nữa, bạn đâu có chờ ai đưa tiền đến cho mình để sống nữa. Lúc đấy bạn đã có cuộc sống của riêng mình. Nên là ngẫm đi ngẫm lại thì Sun cảm thấy rằng là chúng ta sẽ không thể nào tránh xa được cái việc mà phải nâng cấp bản thân và phải phát triển bản thân và phải thành công. Các bạn phải thành công là như thế, nghe nó hơi áp lực đúng không? Có thể chúng ta không cần tiền, nhưng những thứ chúng ta thích thì phải mua bằng tiền. Và sự thành công cũng thế, đôi khi chúng ta không cần sự thành công, nhưng mà đôi khi nó như là một thứ công cụ cần thiết để người khác có thể tôn trọng mình. Điều quan trọng ở đây chính là bạn là ai. Sun nghĩ rằng là chúng ta hoàn toàn có cách để có thể đi theo con tim mình. Dẫu sao thì Sun vẫn mong rằng các bạn có thể đi theo con tim mình và làm được những điều mà bạn mong muốn. Để có được điều đấy thì chắc chắn chúng ta sẽ cần một khoảng thời gian để tự lập và tự chủ, tự vươn lên mà không phụ thuộc vào người khác. Khi chúng ta phụ thuộc vào người khác thì những quyết định của chúng ta rất là dễ phải nhận sự chấp nhận từ người khác. Và Sun cũng mong rằng là một ngày đấy thì mọi người sẽ có một cái nhìn khác hơn, thoải mái hơn về tình yêu đồng giới. Không sao hết các bạn, hãy cứ bước đi, tiếp tục cuộc sống của riêng các bạn. Bởi vì Sun tin là tất cả mọi người sinh ra đều có quyền được hạnh phúc, có quyền được tự do. Bác Hồ đã nói rồi, độc lập, tự do, hạnh phúc. Thành ra là hãy tự quyết định cuộc sống của mình các bạn ạ. Bây giờ thì cũng đã muộn rồi, chắc là Sun sẽ đi skincare xong rồi đấy sẽ chuẩn bị đi ngủ. Mình còn sẽ pha một tách trà nữa. Bình thường một tối mình thích uống một ly trà ấm nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà nó thơm và nó giúp mình có thể ngủ ngon hơn. Thì đây cũng là một cách rất là healing nhé. Nếu như mà các bạn cảm thấy khó ngủ và cảm thấy hơi mệt mỏi ấy, thường thì Sun rất là thích trà cam quế hoặc là trà gừng, những cái hương vị tự nhiên như thế thì Sun rất là thích. Hoặc là trà hoa cúc. Nếu như mà các bạn mất ngủ thì các bạn có thể uống trà tâm sen. Đó, có một số những loại trà mà Sun gợi ý cho các bạn. Thường ấy, nếu như mà kiểu make up nhẹ nhàng thì mình sẽ dùng nước tẩy trang. Dưỡng da là cực kỳ quan trọng nha. Bản thân Sun thì bây giờ đã gần 30 tuổi rồi, nên là skincare cực kỳ là cần thiết. Nếu như các bạn muốn Sun share về skincare routine vào buổi tối thì có thể là những video tiếp theo Sun sẽ chia sẻ với các bạn. Chuẩn bị đi ngủ. Trà đã uống được một nửa rồi các bạn. Mình vừa đọc cuốn sách mà hôm nay mình đã chia sẻ với các bạn, đấy chính là How to Not Die Alone. Mới đọc được một xíu thôi, nên là chưa có gì để chia sẻ với các bạn hết ấy. Nhưng mà sẽ chia sẻ với các bạn. Lâu lắm rồi không có video sách đúng không các bạn? Nhưng mà yên tâm là Sun sẽ có trong thời gian tới nha các bạn. Sun nghĩ sao khi hẹn hò rất là nhiều người nhưng mà chưa cưới được ai? Bản thân Sun thấy rằng điều này rất là bình thường. Nghĩa là không hẳn là chúng ta cứ yêu ai đấy thì sẽ muốn cưới họ ấy các bạn.
Bản thân San thì không hẳn là hẹn hò với quá nhiều người, nhưng mà mình cũng có cơ hội gặp gỡ, gọi là đi chơi với nhiều người. Nhưng mà đôi khi chỉ cần trong buổi đầu tiên, buổi thứ hai là mình cảm thấy đã không hợp rồi. Nhưng mà cũng có những người thì mình yêu khá là lâu. Hay là có nhiều bạn yêu nhau đến tận 7 năm, 9 năm và cuối cùng thì không đến với nhau được. Một cái kết cuối cùng đó chính là đám cưới. Thì San nghĩ rằng là chúng ta nên kiên nhẫn một chút, thật sự kiên nhẫn để chờ đợi một người phù hợp với các bạn. Không cần phải vội. Bản thân San thì mình cũng vừa chia sẻ là mình không còn sợ việc kết hôn. Nhưng mà nói mình hoàn toàn kiểu sẵn sàng thì chắc là cũng chưa. Tại vì mình sẽ sẵn sàng khi mà mình gặp người phù hợp với các bạn. Còn nếu như mà chưa gặp được người phù hợp thì mình nghĩ rằng chúng ta không cần phải vội vàng. Chúng ta hãy cứ từ từ thôi. Có thể là hẹn hò, gặp gỡ nhiều người nếu như các bạn muốn. Và khi mà các bạn gặp được một người mà các bạn cảm thấy bạn thực sự rất yêu họ và có thể đi đường dài được, thì lúc đó chúng ta sẽ nghĩ đến việc kết hôn. Mà thật ra thì việc kết hôn nó không chỉ đơn giản là tình yêu đâu các bạn. Nó có nhiều thứ khác. Nó có từ hai gia đình, bên nội, bên ngoại, rồi là cuộc sống chung sau này của hai người sẽ như thế nào nữa. Có rất là nhiều vấn đề. Vậy nên là người để yêu sẽ rất là khác với một người để cưới. Đấy chính là lý do vì sao mà nhiều người yêu nhau rất lâu không cưới nhau, nhưng mà chỉ quen một ai đấy trong khoảng vài tháng là đã có thể đi đến kết hôn rồi. Thành ra là phải đúng người đúng thời điểm là như thế đấy các bạn. Cho dù mình có quen nhiều người, hẹn hò với nhiều người, nhưng mà hãy kiên nhẫn để gặp một người thực sự phù hợp với mình và thực sự xứng đáng với mình để kết hôn và cùng nhau sống hạnh phúc. Và đây là night time routine của San. Và bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị để đi ngủ các bạn. Tại vì mình rất là buồn ngủ rồi. Nãy giờ là mình trả lời thì mình cũng hơi ngái ngủ. Và mình cũng rất là muốn tâm sự với các bạn nhiều hơn nữa. Nhưng mà thật sự thì mình đã rất là buồn ngủ rồi các bạn. Mình rất là hy vọng là sau video này thì chúng ta có thể có một chút tâm tình nhiều hơn về chuyện tình yêu. Dù sao đấy cũng là điều mà các bạn quan tâm đúng không? Các bạn rất thích San nói chuyện về tình yêu đó. Lâu lâu thì có thể chia sẻ với các bạn một chút ha. Mà đừng quên follow kênh để tiếp tục theo dõi những nội dung sắp tới của San nhé. Chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Good night. Good night. Good night, good night, good night. Chào các bạn, mình là San. Các bạn ở ngay ăn bố gá. Tập tung, tập tung, tập tung. I wish you. Con đô la, con đô la, con euro và con bò. Bò, euro, đô la.